Chào mừng các bạn quay trở lại Photo City Studio. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ combo với diện tích sử dụng là từ 8 cho tới 12m², thích hợp cho việc livestream hoặc là làm YouTuber. Vậy thì hãy cùng mình setup thử xem bộ combo này có những sản phẩm gì nhé. Trên đây là toàn bộ sản phẩm trong bộ combo L2 sẽ bao gồm hai đèn Nanlite 100B với công suất đạt được là 100W, nhiệt độ màu sẽ là từ 3200K cho tới 5600K. Kế đến chính là đèn LED ring của Nanlite Halo 18 với công suất là 48W, chỉ số CI là 95, nhiệt độ màu sẽ đạt được là từ 2700K cho tới 6500K. Tiếp theo chính là đèn Nanlite LittleLite 28F với công suất đạt được là 28W, chỉ số CI là 95 và nhiệt độ màu sẽ đạt được là 5600K. Như các bạn đang thấy đây chính là đèn Nanlite FS200 với công suất đạt được là 240W, nhiệt độ màu là 5600K, chỉ số CI là 96 và TLCI là 98, đi kèm theo chính là một spot Latin 80cm. Và đương nhiên các bạn sẽ có một sự lựa chọn hoàn hảo hơn cho bộ combo L2 này, đấy chính là một chiếc đèn Nanlite Bavotus 15C sẽ giúp cho không gian của bạn thêm nhiều màu sắc hơn, và một bộ micro không dây của Boya BIVK-M4 Pro Gra 2 với hai bộ phát và một bộ thu. Trên đây là toàn bộ thông tin về bộ combo L2. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại Kingcom Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo. Bye!